dự án khu biệt thự và nhà phố The Glacia do Khang Điền phát triển tại tâm điểm thành phố Thủ Đức được đánh giá cao về vị trí tiện ích, pháp lý và uy tín chủ đầu tư. Vậy lý do nào nên đầu tư hoặc an cư tại The Glacia? Cùng thông tin bất động sản Alo Căn Hộ SG đánh giá về những lợi thế này nhé! Khu biệt thự và nhà phố vườn The Glacia có quy mô 4,3 hectare, bao gồm 7 khu với tổng số 180 căn nhà phố và biệt thự do Khang Điền phát triển tại phường Phước Long, thành phố Thủ Đức. Đánh giá vị trí và tiềm năng The Glacia, khu biệt thự và nhà phố vườn The Glacia tọa lạc ngay vòng xoay phố Hữu Liên phường, đường dẫn lên cao tốc Long Thành Dầu Dây, đường Vành Đai Trong, xa lộ Hà Nội, đường Liên Phường, rất thuận tiện đến các khu vực đô thị trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu dân cư Nam Rạch Chiếc, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đây khu vực được đầu tư nhiều về hạ tầng, quy hoạch tương lai phát triển của thành phố sáng tạo Thủ Đức. Cùng với các khu đô thị liền kề đang được triển khai và hoàn thành như Vinhome Grand Park, The Global City của Masteri Home, Saigon Sport City của Keppel Land, khu đô thị Thủ Thiêm, mang đến sự cộng hưởng gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Sản phẩm khan hiếm, theo báo cáo thị trường quý 4 năm 2021 của Savill, nguồn cung sơ cấp biệt thự, nhà phố có gần 400 căn, giảm 23% theo quý và 58% theo năm, không có dự án mới được mở bán. Báo cáo tháng 1 năm 2022 của trang bất động sản.com.vn ghi nhận sự đột phá về nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm biệt thự và nhà phố tại TP Hồ Chí Minh được quy hoạch phát triển đồng bộ và bài bản hiện nay khá hiếm hoi, đặc biệt là ở những vị trí trung tâm. Vì thế nhà phố The Glacia là sản phẩm đang được nhiều người tìm kiếm, vừa là món đầu tư, vừa là của để dành hay đơn giản là hưởng thụ không gian sống thoáng đãng. Thiết kế tối ưu, thiết kế The Glacia của Khang Điền mang phong cách hiện đại châu Âu với 4 tầng cao. Bên ngoài ốp đá marble sang trọng, có khu vực sân vườn và gara ô tô. The Glacia có thiết kế đa dạng từ 90 đến 140 m2 đối với nhà phố và 182 đến 240 m2 với loại hình biệt thự. Trong đó đa phần là các căn nhà phố diện tích 90 m2, 95 m2, 110 m2. Với diện tích vừa phải như này rất phù hợp cho nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản tốt cũng phù hợp với đa phần nhu cầu ở của khách hàng. Những căn biệt thự có diện tích lớn thì phù hợp để ở dành cho những người muốn sở hữu căn nhà rộng rãi, có không gian riêng. Tiện ích và môi trường sống The Glacia. The Glacia có hệ thống tiện ích cao cấp phục vụ mọi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm cho cư dân. Không gian sống thoáng mát và trong lành với hệ thống công viên cây xanh, hồ nước. Dịch vụ vận hành quản lý chuyên nghiệp đã được chứng minh ở các dự án trước đó của Khang Điền. Xây dựng nên cộng đồng cư dân văn minh, đây cũng là yếu tố sau cùng gia tăng giá trị lâu dài cho cả người mua ở và đầu tư. Giá bán biệt thự nhà phố The Glacia hiện giá bán chính thức chưa được Khang Điền công bố, tuy nhiên, theo dự đoán thì mức giá trong khoảng 180 đến 230 triệu trên mét vuông. Đây là mức giá hợp lý khi The Global City vừa được Masteri mở bán với mức giá 350 đến 400 triệu trên mét vuông cho giai đoạn đầu tiên của khu nhà phố thương mại. Pháp lý an toàn chủ đầu tư uy tín. Pháp lý và uy tín đơn vị phát triển là yếu tố hàng đầu khi quan tâm và tìm hiểu dự án. The Glacia là dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh, hiện đang được xây dựng và sắp hoàn thiện để mở bán. Đơn vị phát triển là Khang Điền đã được chứng minh về sự uy tín với các sản phẩm đã phát triển trước đó, với những các yếu tố nổi bật được phân tích và nhận định ở trên. Theo tư vấn đánh giá của chúng tôi, The Glacia là sản phẩm đáng để đầu tư và an cư. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh The Glacia Khang Điền qua số điện thoại 0909 910 884. Nhóm review thông tin bất động sản Alo Căn Hộ SG.com phân phối. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi phát triển hơn nữa nhé!